Sự An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, vận động cơ thể mỗi ngày là một việc làm rất cần thiết bởi nó sẽ giúp chúng ta luôn được khỏe mạnh. Đặc biệt là vào mỗi buổi sáng khi vừa mới thức dậy sẽ là lúc thích hợp nhất để cơ thể hoạt động, mang đến năng lượng cho cả ngày làm việc. Và các chuyên gia sức khỏe đã nhận định rằng chỉ với 10 phút mỗi buổi sáng với những động tác xoa bóp đơn giản nhẹ nhàng sau đây sẽ giúp cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất, khỏe mạnh hơn và kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Vậy những động tác xoa bóp mang đến sức khỏe ấy được thực hiện như thế nào? Hãy cùng theo dõi video để biết và áp dụng ngày hôm nay bạn nhé! Bạn thân mến, buổi sáng là thời khắc quan trọng nhất đánh dấu một ngày mới. Bạn vừa mới trải qua một đêm ngủ dày, vừa ngủ dậy sẽ chuyển từ mê sang trạng thái tỉnh. Thời khắc này bạn rất dễ bị đau đầu, chân tay mềm yếu vì chưa hồi phục thể lực. Đây chính là 10 phút vàng để thực hiện một vài bài tập về sức khỏe. Điều này có thể giúp bạn làm tăng tốc độ tỉnh táo, khỏe mạnh toàn thân và kéo dài tuổi thọ. Thứ nhất là xoa mặt, giúp kéo dài tuổi thọ. Mặt là nơi biểu hiện của các trạng thái tâm sinh lý, bệnh lý, tình cảm của con người. Đó là lý do vì sao khi nhìn vào mặt của một ai đó, bạn có thể biết được người đó đang có tâm trạng thế nào, có khỏe hay không. Hay khi bạn mệt mỏi, thức khuya, bị bệnh, gương mặt của bạn có thể trở nên xanh xao, nổi mụn, quầng thâm mắt hiện rõ, môi thâm đen, v.v. Do đó, nếu sức khỏe của chúng ta không tốt, sẽ dẫn đến khuôn mặt chúng ta sẽ mau chóng già đi. Thông thường, da sẽ bắt đầu lão hóa từ năm 30 tới 35 tuổi. Tuy nhiên, tùy vào chế độ chăm sóc, môi trường sống, sức khỏe, v.v. mà sẽ diễn ra sớm hay muộn hơn ở mỗi người. Trẻ mãi không già thì không thể, chứ trẻ lâu thì hoàn toàn có thể. Sau khi thức giấc, thay vì bạn ngồi bật dậy luôn hoặc cố ngủ thêm một lúc nữa, thì bạn hãy hoạt động ở các chi của cơ thể và dùng tay massage vỗ nhẹ nhẹ vào hai bên má. Việc này có tác dụng giúp tăng cường máu cho da và khuôn mặt, giúp da luôn được tươi tắn và trắng hồng mịn màng hơn. Thứ hai là xoa đầu, giúp kích thích các gốc thần kinh hoạt động hiệu quả. Bất cứ lúc nào khi đau đầu, kém tập trung, mệt mỏi, bạn thường hay nghĩ đến bệnh và dùng thuốc giảm đau hoặc các vấn đề về tóc như là khô, chảy ngọn, rụng vân vân. Bạn thường tìm đến các sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền. Nhưng trên thực tế, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đầu thường do máu lưu thông kém mà dẫn đến. Tình trạng này chỉ cần bạn massage đầu 30 phút đến 60 phút hoặc 10 phút sẽ giúp bạn cải thiện ngay. Massage đầu là động tác xoa bóp kết hợp ấn huyệt vùng đầu. Trên da đầu tồn tại vô số các dễ thần kinh. Thường xuyên massage đầu sẽ kích thích các gốc thần kinh làm việc hiệu quả và thông qua đó các phản xạ thần kinh nhanh chóng được truyền tới đại não, giúp bạn tư duy nhanh, giải quyết mọi vấn đề một cách thông minh nhất. Massage đầu kích thích phần vỏ đại não được nâng cao, giúp cân bằng quá trình hưng phấn và ức chế. Từ đó cũng tăng cường sức khỏe, giúp toàn bộ cơ thể có thể thích nghi tốt hơn với môi trường xung quanh. Thứ ba là xoa tay, giúp ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ, não hoạt động kém. Theo quan niệm của Đông y, tai chính là cửa ngõ của các cơ quan nội tạng trong cơ thể thông ra ngoài. Hầu hết các huyệt vị nằm trên vùng tai đều được xem là có sự liên quan đến các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Vì thế, việc xoa bóp vùng tai hàng ngày sẽ mang lại những tác dụng sức khỏe rất lớn. Vùng dái tai, đặc biệt viền vành tai, được xem là nơi có các huyệt vị kết nối với đầu, não và khuôn mặt, có sự liên quan chặt chẽ đến phần đầu của chúng ta. Thường xuyên xoa vành tai và vuốt dái tai có tác dụng làm đẹp, dưỡng nhan, tỉnh táo và rèn luyện tâm trí, tốt cho trí não, cải thiện chứng sa sút trí tuệ. Cách thực hiện: ngón cái đặt phía sau tai, các ngón còn lại đặt phía trước, rồi lần lượt vuốt vành tai và dái tai, xoa bóp đều tay mềm mại. Thực hiện khoảng 50 lần xoa bóp và sau đó kéo dái tai. Bên cạnh đó, các huyệt vị nằm ở vành tai kết nối với tứ chi. Chúng ta quan sát sẽ thấy, nếu những người có cơ thể khỏe mạnh, chân tay rắn giỏi, cường tráng, đa phần đều có vành tai tương đối rộng và to. Những người có cơ thể yếu ớt, nhỏ thó thì đa số họ đều có vành tai nhỏ bé. Thứ tư là xoa tay, giúp giảm buồn nôn, táo bón. Các đầu ngón tay là nơi kết thúc các đường kinh lạc âm ở tay và là nơi bắt đầu của các kinh lạc dương ở tay. Đồng thời, lòng bàn tay là nơi phản xạ hình chiếu các cơ quan trên cơ thể. Massage các ngón tay sẽ đem đến sự hỗ trợ gián tiếp cho các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là những người làm văn phòng thường xuyên gõ máy tính. Mỗi ngày bạn có thể dành ra từ 3 tới 5 lần, mỗi lần từ 3 tới 5 phút xoa bóp các ngón tay để chăm sóc sức khỏe các cơ quan. Bên cạnh việc massage từng ngón tay, bạn có thể xoa, chà sát cả hai lòng bàn tay vào nhau, giúp giải phóng năng lượng lòng bàn tay, tăng cường sự kết nối giữa các bộ phận của cơ thể. Hơn nữa, việc xoa lòng bàn tay như vậy hỗ trợ sự kết nối cơ hoành và rốn. Nó cũng giúp bạn suy nghĩ tích cực và cân bằng cuộc sống. Hoặc bạn có thể ấn và xoa nhẹ lòng bàn tay giúp giảm buồn nôn, táo bón. Thứ năm là xoa chân, tốt cho ngũ tạng. Bàn chân có mối liên quan mật thiết tới lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Thí dụ, mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang, mu ngón chân thứ hai có liên quan đến dạ dày,
ngón thứ tư có liên quan đến gan, ngón cái có liên quan đến gan, tỳ, lòng bàn chân có liên quan đến thận. Xoa bóp hai bàn chân không những thúc đẩy máu cục bộ lưu thông, cải thiện việc trao đổi chất dinh dưỡng, làm cho cơ, xương khớp mềm mại, dẻo dai, mà còn làm thông kinh hoạt lạc, tăng cường sức đề kháng và chống các bệnh tật của toàn thân. Sau đây là kỹ thuật xoa bóp bàn chân giúp bạn đọc tham khảo áp dụng. Tư thế ngồi, chân trái đặt lên trên đầu gối chân phải, tay trái giữ bàn chân, tay phải áp sát vào gan bàn chân, xoa và sát theo chiều dọc bàn chân 20 lần, làm từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến nhanh. Bàn chân sẽ nóng dần lên là tốt, sau đó dùng hai ngón cái và trỏ bóp nhẹ các ngón chân, bóp dần xuống đến gót khoảng 5 phút. Dùng ngón tay trỏ dây ấn vào huyệt dũng tuyền ở giữa gan bàn chân, sau đó để đầu ngón tay cái vuông góc với gan bàn chân, ấn vào thấy tức là được, xoay nhẹ nhàng huyệt theo chiều kim đồng hồ. Huyệt này có tác dụng hạ huyết áp, bổ thận, chữa đau lưng mỏi gối. Thứ 6 là xoa bụng, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Trên cơ thể của con người, phần bụng được coi là khu vực bị tích tụ mỡ đầu tiên và nhiều nhất trên cơ thể. Do đó, trong quá trình giảm cân, mọi người thường nhìn vào kết quả thông qua sự thu nhỏ của vòng bụng và sự săn chắc của vùng bụng dưới. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy xoa bụng thường xuyên là phương pháp kích thích các dây thần kinh ngoại biên để củng cố sức khỏe của lá lách và tiêu hóa, đặc biệt hiệu quả đối với người ăn nhiều hoặc có lá lách và dạ dày yếu. Lúc này xoa bụng có thể giúp tiêu hóa tốt hơn và ăn kiêng dễ dàng hơn. Ngoài ra, khi xoa bụng có động tác ấn vào những vị trí khác nhau trên vùng bụng cũng giúp khai thông các mao mạch da, đồng thời thúc đẩy việc đào thải mỡ dưới da, giữa các mô da và giữ cho các mạch máu mỡ. Từ đó, việc xoa bụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, chất thải được thải ra khỏi cơ thể và đánh tan mỡ bụng từ bên trong. Bụng dưới do đó cũng dần nhỏ lại và cân nặng của bạn được rút xuống nhanh chóng hiệu quả. Cách thực hiện, đàn ông có thể chọn ấn tay trái lên bụng, lòng bàn tay hướng vào rốn, tay phải xếp chồng lên tay trái. Phụ nữ thì làm ngược lại, đầu tiên xoa bụng quanh rốn 50 lần theo chiều kim đồng hồ, sau đó xoa 50 lần theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Lưu ý khi trà sát không để lòng bàn tay xoa bụng bởi điều đó không hiệu quả. Bạn phải ấn lòng bàn tay lên da bụng với một ít lực để xoa. Trong quá trình xoa, bạn phải sử dụng lực vừa phải, từ nhẹ rồi mạnh hơn một chút, duy trì sự tập trung năng lượng, thở tự nhiên nhé. Quý vị thân mến, tục ngữ xưa vẫn thường có câu một ngày thành công hay thất bại cốt ở buổi sáng. Sức khỏe con người có tốt hay xấu cốt dựa vào việc dậy sớm. Thực tế cho thấy trạng thái sức khỏe của con người chúng ta gắn liền với thói quen dậy sớm của mỗi người. Dậy sớm cũng là việc tốt nhất trong quá trình dưỡng sinh. Chính vì vậy, nếu bạn dậy sớm mà xoa bóp 6 vị trí vừa rồi trên cơ thể, chắc chắn sẽ nhận về những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Không những thế, nếu bạn có thể thực hiện thêm 6 thói quen tốt sau đây, chúng có thể giúp bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và hứng khởi, cả cơ thể cả đời không lo sinh bệnh nữa đấy. Hãy cùng tiếp tục theo dõi và áp dụng ngay nhé. Thói quen thứ nhất, đi vệ sinh vào buổi sáng sớm. Khoa học đã chứng minh rằng trong cả một ngày dài thì thời điểm thích hợp nhất để đại tiện nên là vào sáng sớm, bao gồm cả tiểu tiện. Bên cạnh đó, bạn nên chọn cách ngồi xổm khi đi đại tiện, chân nâng cao, cúi gập lưng, lâu dần sẽ tạo thành thói quen đại tiện đúng giờ, ngồi đúng tư thế. Việc thải độc của cơ thể chủ yếu nhất vẫn thông qua việc bài tiết, đại tiện và tiểu tiện. Nếu buổi sáng dậy sớm và đại tiểu tiện xong, có thể loại bỏ hết những chất cặn bã tích tụ trong cơ thể sau một đêm dài, từ đó giúp cho cơ thể thanh lọc và tiếp nhận một quy trình vận hành của ngày mới. Đồng thời tránh lưu trữ chất độc hại lâu hơn trong cơ thể, phòng ngừa việc chất thải như là phân, nước tiểu nhiễm trở lại trong cơ thể, chữa lại độc tố trong gan, gây nhiễm độc gan. Thói quen thứ hai, súc miệng buổi sáng. Theo nghiên cứu, người súc miệng vào buổi sáng sẽ có nguy cơ mắc bệnh viêm răng lợi, sâu răng, viêm nhiễm đường hô hấp trên, viêm phổi, viêm phế quản thấp hơn rất nhiều so với những người không có thói quen này. Sau một đêm ngủ dậy, vi khuẩn lưu trong vòm họng sẽ tăng lên nhiều. Sau khi thức dậy, súc miệng có thể kịp thời thanh trừ đại lượng vi sinh vật nguồn bệnh trong vòm họng, làm cho vi khuẩn ở trong trạng thái sinh trưởng tiếp bị diệt vong, ngăn chặn các loại bệnh sản sinh phát tác. Thói quen thứ ba, ngâm mặt vào nước lạnh. Ngâm mặt bằng nước lạnh là một phương pháp tập luyện hữu hiệu cho huyết quản niêm mạc đường hô hấp trên, có thể tăng cường sức đề kháng và giảm bớt thương hàn, cảm, đồng thời còn có thể giảm bớt nếp nhăn trên mặt xuất hiện. Hãy bắt đầu tập luyện phương pháp này vào mùa xuân sau khi đánh răng rửa mặt, súc miệng xong. Bạn hãy lấy 2/3 thau nước lạnh, sau đó dùng miệng hít một hơi thật sâu rồi ngâm mặt vào chậu nước, nước không nên quá tai. Tiếp đó chậm chậm dùng mũi thở ra khí, vừa hít vào lúc nãy, sau đó ngẩng đầu lên khỏi mặt nước hít vào, làm từ 10 tới 20 lần. Cuối cùng dùng khăn ấm cọ sát nhẹ nhiều lần vào má, trán, cổ cho tới khi da nóng lên là được. Thói quen thứ tư, tắm vào buổi sáng. Sau khi tập thể dục, nên đi tắm.
Tắm vào buổi sáng giúp làm sạch mọi độc tố cơ thể sản sinh trong một đêm dài. Đối với những người thường xuyên bị mất tập trung vào buổi sáng, việc tắm cũng giúp tăng lưu thông khí huyết, tăng sự tập trung và giảm mệt mỏi, uể oải. Thời gian tắm vào buổi sáng cũng không nhất thiết phải quá lâu, tắm nhanh trong khoảng 10 phút là phù hợp. Thói quen thứ 5. Cười trước gương 30 giây. Trước khi đi làm, hãy dành 30 giây để ngắm nhìn mình trước gương và nhoẻn miệng cười một cái. Chỉ là một thói quen nhỏ nhưng lại giúp bạn tự tin hơn vào bản thân mình. Cười trước gương 30 giây được ví như một liệu pháp tinh thần, có tác dụng trấn an, giảm căng thẳng, lo âu. Thói quen thứ 6. Uống một ly nước chanh ấm. Uống một ly nước chanh ấm là việc đầu tiên phải nhớ làm sau khi ngủ dậy và vệ sinh cá nhân. Có thể ví ly nước chanh này như một chất bôi trơn cho toàn bộ cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Nước chanh pha loãng giúp thanh lọc cơ thể, bài trừ độc tố, giúp bù nước cho cơ thể sau một đêm dài, đánh thức các cơ quan và mang đến sự chuẩn bị hoàn hảo cho hệ tiêu hóa. Bạn có thể uống nước ấm, nước chanh pha loãng hoặc thêm chút mật ong để tăng hương vị nhé. Quý vị thân mến, buổi sáng là khoảng thời gian vô cùng quan trọng để duy trì sức khỏe. Chính vì thế mà chúng tôi hy vọng với những thói quen tốt vào buổi sáng mà chúng tôi gợi ý vừa rồi sẽ giúp bạn có một khởi đầu mới tốt nhất để mang lại một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe tốt nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.